Ok, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình và mình là Hang G đây. Thì ngày hôm nay mình đã tiếp tục trở lại vlog Mango các bạn. Thì nói chung là lâu rồi mình cũng chưa gọi là sao ta đi dạo vòng quanh để coi cái trang vlog Mango của mình nó có gọi là cái sự kiện gì để gọi là mình tham gia các bạn này. Thì nói chung là trong đây là mình đang chơi một cái bản gọi là bản giả lập trên máy tính các bạn này, nên đâm ra có rất là nhiều những cái mini game trên cái điện thoại các bạn. Nói chung là sau này mình sẽ chơi thử các bạn này. Còn hôm nay là mình sẽ gọi là đi vô cái chỗ sự kiện các bạn để xem trong hôm nay chúng ta sẽ có những cái sự kiện gì các bạn. Đây đang tiến hành các bạn, cái gì đây, săn hàng đồng giá. Săn hàng đồng giá hả? Cái này hình như là mình chơi rồi các bạn này, mình chơi được cái này. Cái này các bạn này. Thì nãy là mình cũng đang quay các bạn, nhưng mà mình chợt nhận ra là ủa, mình đang quay đúng không? Sao mình không quay clip cho các bạn xem luôn nhỉ? Đấy, nên làm ra là mình dừng lại các bạn, mình ra ngoài bấm quay video cho các bạn xem các bạn. Đấy. Đấy thì ok. Thì trước xem video của mình thì đừng cho một like nào, đăng ký và đừng qua lỡ cái chuông kế và đăng ký và chọn tất cả để không lỡ video mới từ YouTube cho mình nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên nút tiêu họ tim nha. Rồi. Thì nếu các bạn nào đã tham gia cái những cái sự kiện mà mình đang chơi các bạn thì đừng quên là comment dưới cho mình biết nha. Rồi. Bây giờ sẽ đồng mình sẽ đi quay hết những cái, nói chung là tất cả những cái đồ vật trong đây các bạn này, để mình nhận cái cuối cùng là cái mũ con gà đấy các bạn. Mình thấy rất là thích cái mũ con gà đấy các bạn. Nhìn nó kiểu nó hài cái gì các bạn. Đấy, sẵn đây thì mình cũng gọi là đi săn mấy cái đồ VIP luôn mà. Tính ra cái kính này mình có rồi nè. Còn mấy cái đồ còn lại mình chưa có luôn mà. Đấy, xíu mình đi xẻ rồi sao ta. Đi gọi là mặc đồ các bạn, mặc đồ cho đẹp trai. Ok. Quay tiếp coi. Sao hết quay rồi. Quay đi. Ok. À, còn 3 lần nữa mình sẽ nhảy qua đây mình quay cái chỗ con gà các bạn. Kính sang chảnh. Trời ơi, nghe tên là biết tôi sang chảnh rồi. Ok. Ôi, chết dở rồi, được cái cắm sừng á. À đâu, cái này là sừng nai vậy bạn. Cứ tưởng là cắm sừng các bạn. Ok. Ủa tính ra mở cái quay này nó không có tiếng nhạc nha. Buồn nha. Đây, tới con gà rồi các bạn ơi. Tới con gà. Tại vì mình cũng đang dư là 2000 mấy rồi của bé. Đâm ra hồi nãy mình tới 3000 mấy rồi của bé. Đâm ra mình ngồi mình mở chơi cho vui các bạn. Nói chung là kiểu cũng có nhiều rồi của bé. Nói chung mình không biết làm gì nên là mình cứ đi tham gia mấy sự kiện. Mình tiêu rồi của bé đó các bạn. Đấy, trời ơi. Tiêu rồi của bé là một cái sở thích của mình độc lạ các bạn. Nón gà tay các bạn. Ok, có cái nón gà tay rồi. Cái này gì vậy? Nón gà quay hả? Cái này nón gà tay. Còn bên đây là nón gà quay đúng không? Mình biết. Ok, quay coi ai. Đấy, còn mỗi ô đó thôi chứ gì đâu. Rồi, mình đã gọi là sở hữu hết mấy tất cả đồ này rồi. Bây giờ sẽ đi mặc đồ các bạn. Hay đi mặc đồ rồi. Đồ của mình các bạn, tính ra mình nhiều đồ VIP lắm. Trời ơi, đâu rồi Mai này. Rồi mình sẽ vô cái chỗ mấy cái chỗ trang trí của mình coi. Sao đồ này nó không lót ra. Ồ, mình có đồ gì đẹp trai này, nhưng mà thôi, bộ trang phục này mình thích bộ trang phục này của mình hơn. Giờ mình chỉ mặc những cái mà nó trang trí thôi các bạn. Ờ, kiểu như là sừng nai này. Sừng này, trời ơi nguyên cái sừng luôn. Chết tôi luôn bà ơi, chết thiệt chứ. Ok, cái kính khuôn ngầu này mình có rồi, mình không mang đâu. Coi còn cái gì khác không? Hồi nãy mình có mấy cái kiếm này. Kiếm samurai. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cây mỏ lết hả? Nhìn như cây mỏ lết vậy, trời đất ơi. Có cái bán trượt nhìn đẹp trai vậy. Có cái bán trượt nhìn chết sự các bạn. Có cánh này nhưng mà mình không biết mang cánh, mình thích mang kiếm mà. Cho nó cho đỉnh đẳng cấp. Ui rồi. Mới mở được con robot bạn. Ui, cái con này robot nhưng mà hình con cụ bạn ơi. Ok. Nhìn cũng gọi là đẹp trai đấy. Sai. Để xem nào, cái kính. Kính này mang được không? Ui, cái kính này để trên đầu các bạn. Ui, thí dụ cái này mình sao ta mình thay đổi diện mạo được không ta? Cái này còn mình có tóc không nhỉ? Tóc rồi, tóc nào cũng đâu vậy ta? Tóc hình như nằm bên này. À đây, tóc này. Bây giờ mình sẽ thay đổi trang phục đi, mình sẽ không mang cái đầu này nữa. Nhìn đẹp trai không, kiểu cái này mình gỡ mặt nạ kia ra bạn, nên là cái nhìn người của mình nó sẽ như thế này. Đây mới đúng là Hang G đó các bạn. Xời ơi. Mặc cái bộ đồ kia là mặc cho nó ngầu thôi. Xời. Rồi có cái khuôn mặt nồng nè, nãy mình mở được mấy cái gương mặt này nhìn bừa thật sự các bạn. nhìn hài thật các bạn. Ok, có lỗ mũi mình không lấy mũi chi trời. Ok. Hết rồi, còn gì nữa không ta? Mình nãy mình cũng có mấy cái hành động này, tặng bông này. Trời ơi. Quay. Nhìn đỉnh vậy. Nè, cầm cái gậy. Ủa, rồi cái gậy đâu? À đây. Xịn không? Trời ơi, các bạn có giống mình đừng quên cầm mèo dưới biết nha. Ui trời, đứng vậy múa đồ dữ dằn. Thôi, mình thích cái tặng bông này các bạn. Ok, có cái hình nền. Hồi nãy mình được thay đổi cái hình nền các bạn, để xem thay đổi cái hình nền là thay đổi cái gì. Ui, nhìn đẹp đấy. Wow, bố phẻ đó các bạn. Nhìn đẹp đấy. Tính ra lâu rồi mình cũng chưa có thay đổi trang phục bạn, để mình vô đây mình thay đổi trang phục luôn rồi xong mình đi qua mình tham gia mấy sự kiện khác bạn ơi. Mặc cho coi, trời ơi, mặc đồ xét nách luôn. Xét nách. Rồi còn cái quần đâu? Hai cái quần này. Cái đôi dài nữa, phải có đôi dài chứ. Trời ơi, mấy cái này nói chung là mình cũng full mấy cái bộ hết rồi. Mang đôi dài coi. Hay là mang đôi dài con chuột này ta. Mang dài con chuột này nhìn cute nè, hay là dài chú hề vậy ta.
Dạy chú Hề cũng được đó. Ok, thôi mày dạy chú Hề đi cho nó cute vô mày quen các bạn. Sai. Mấy cái mũ này mình cũng có nè. Mấy cái mũ này. Ô, cái mũ này nó là cái đầu riêng biệt luôn các bạn. Nó mất luôn cái tóc của tôi nè. Trời ơi. Mình dẫn hết cái tóc này hơn. Ồ, hết rồi. Giờ mình đeo hay cái gì đó cho nó hoành tráng xíu. Ồ, đeo thêm cái tai nghe vô nữa. Trời ơi, quá đẹp. Nhìn cái mặt thôi là chịu không nổi rồi. Ok. Đó, nói chung là thay đổi trang phục vậy thôi. Trời ơi, đâu, để mình xem coi còn sự kiện gì. Vậy đây, nhiệm vụ gấu mèo hả? Gấu mèo hay là gâu mèo gì? Chào mừng đến với nhiệm vụ gâu mèo. Gâu mèo là cái gì? Hãy chọn thú cưng của bạn. Chọn thú cưng nào đây? Thôi đặt con này đi. Tên thú cưng của bạn là gì? Ở nhà thì mình có một con tên là Milo các bạn. Milo. Mình sẽ đặt trong đây là Milo. Thú cưng gọi bạn là gì? Gọi là Khang. Đẹp trai. Đẹp trai. Để mình sẽ ghi có dấu đẹp trai. Cu te. Hai mái chéo. Ok, xác nhận. Tên không hợp lệ. Cày chứ trời. Tôm mì xeo mì. Xeo mì. Đấy, xác nhận. Ok, tên là ok, vô luôn đi đây. Milo buồn ngủ rồi. Buồn ngủ rồi hả? Buồn ngủ thì phải làm sao ta? Phải cho ăn hả? Ô về mình đang bay nè. Sao lại đang bay? Ủa là sao? Chơi đùa. Ủa không được hả? Chải chuốt, tắm rửa. Ê, chạy cưng, chạy. Đi vô chuồng ngủ đi, sao ngủ ngoài trời. Ủa, hay là mình phải ngồi mình đợi là sao ta? Cái này mình vẫn chưa hiểu cách chơi nha. Có nghĩa là mỗi ngày là mình phải vô mình thăm nó nữa các bạn. Ồ, ra vậy cái này kiểu trò chơi nuôi thú cưng mini cute family wear đó. Ok, rồi còn gì khác? Biệt đội tống hài. Ít rồi, rồi nó lên trang web rồi. Thôi. Là nhiệm vụ mỗi ngày. Cái này làm lâu lắm bạn. Làm lâu nó ra mình không quan tham gia nhiệm vụ này. Có mấy cái nhiệm vụ này nó mới vui gì đây. Trở lại bắt cua. Thôi trở lại bắt cua này không cần đâu. Khám phá bí ẩn. Khám phá bí ẩn gì đây? Gì đây? Xác nhận. Khám phá bí ẩn này là cái gì vậy ta? Chơi game 40 phút để hoàn thành. Có nghĩa là mình sẽ khám phá bất kể bức tranh này. Mình sẽ được cái ba lô Corgi. Tính ra con chó Milo ở nhà của mình nó cũng loại là nó thuộc loại chó Corgi các bạn. Nãy mình sẽ để một cái hình ở đây nữa cho các bạn người là hình đâu đó các bạn xem con Milo của mình các bạn. Sai. Còn gì nữa không? Đăng nhập mỗi tuần này. Đấy, các bạn nói chung là các bạn cứ đăng nhập các bạn sẽ có gọi là bê của bê các bạn. Cực bê của bê thì có thể đi mua đồ trong góc Mango được các bạn. Sai ơi. Ok. Còn mình sẽ chạy một vòng quanh nữa coi cái gì xem trước à. Tính ra cũng chưa có cái sự kiện gì mới các bạn. Gì này? Hoàn tất thông tin nhận ngay quà tặng. Tin gì? Mình hoàn tất rồi nên mình nhận rồi. Ok. Rồi tính ra hết rồi đâu còn gì đâu. Tính ra mình quay mấy cái sự kiện này là xong luôn rồi. Trời ơi quá là easy với Khang G luôn. Nhập gift code tại đây à. Tính ra mình không có gift code ban nên thôi khỏi nhập đi. Ôi xời ơi. Không biết trong đây có game gì vui vui không nha. Để mình chơi. Cái gì đây? Ai nhắn tin đây? Cái này là trong cái hội nhóm của mình các bạn à. Mình có cái nhóm là tên là Khang khủng long mà bạn nào muốn tham gia đừng quên là đăng ký tham gia nha các bạn đấy. Quên mất, nói chung là nút tim của mình đang có một sự kiện đó chính là gì, các bạn nếu là các bạn yêu thích tim của mình thì đừng quên là đặt tên có chữ nút này cộng với là cái tên của bạn ở phía sau các bạn đó, để giống như mình kiểu như là nút Khang G các bạn đấy. Và nếu các bạn chơi gọi là Lock Mango thì đừng quên là follow nút tim để gọi là có những cái video gọi là hay hoặc là hài hước từ góc Lock Mango các bạn đấy. Nói chung là tụi mình quay video hài hước cho bạn xem vui. Ok, cái gì đây? Rồi, nói chung là ngày hôm nay chắc là mình chỉ gọi là tham gia sự kiện là vòng vòng quanh cho vui bạn. Đấy, tính ra là có nuôi thú nè. Đấy, này nếu các bạn nào mà có nuôi thú thì đừng quên là muốn nuôi thú thì đừng quên là tham gia thử cái gọi là event sự kiện này để nuôi thú cho vui các bạn. Có khi mình nghĩ cái này chắc cũng phải có nhận phần thưởng gì đó các bạn. Nói chung là mình không biết tại con chó mình nó ngủ rồi nên là mình không đánh thức nó được các bạn. Nên là mình chưa có chăm sóc, mình chưa có biết là nó sẽ cho mình cái gì các bạn. Đấy thì ok. Thì nói chung là ngày hôm nay gọi là mình dạo vòng quanh tất cả các sự kiện để xem có gì mới để cập nhật cho các bạn xem. Thì có cái hai sự kiện mới là mình thấy đó chính là săn hàng đồng giá lại là nhiệm vụ gâu meo các bạn đấy. Thì nếu các bạn là muốn tham gia thì cứ vô, nói chung các bạn cứ vô chỗ sự kiện rồi bấm vô đang tiến hành là có hai này liền các bạn tham gia để gọi là cho vui các bạn đấy. Thì ok, thì đến video hết rồi. Thì nếu các bạn thích video của mình thì đừng quên một like nào và đăng ký và đừng quên lỡ cái chuông kế và đăng ký và chọn tất cả để không lỡ video mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả phía nút tiêu hợp tiêu nha. Đừng quên là
chiến lock mango follow nút tim nha bạn. Và đừng quên là đặt tên có chữ nút ở ở phần đầu để gọi là tham gia vô gọi là event là fan cứng nút tim nha bạn. Ok, còn giờ thì hẹn gặp lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye.